huy cơ huy học tử. Cái trường Mahachula này là một trong những cái trường Phật giáo lớn nhất nhì thế giới, có lịch sử lâu đời và cái đạo tâm của một vị vua xây dựng để phát triển như là một cái trường để mà truyền bá Phật giáo như bộ mặt Phật giáo của một đất nước. Thành ra nó rất là nổi tiếng. Bản thân con thấy xây vật người trước rồi xây vật sau. Mình nuôi một con người mà con người có thể nuôi dưỡng cả hàng ngàn con người. Xây chùa, đúc tượng là rất tốt. Nhưng có việc tốt hơn nữa đó là hộ trì tăng bảo. Ở trong Phật giáo Tây Tạng, truyền thống của họ là thờ guru, tức là vị thầy của mình ở trên, rồi mới tới Phật, rồi tới Pháp, mới tăng. Vì không có vị thầy của mình thì không có tam bảo cho mình tu học. Con tạo cơ duyên cho Phật tử, quý vị có cái cơ hội để phước tuệ song tu. Có một lần nọ, một bà lão kia cúng dường cái ngọn đèn trong hàng ngàn ngọn đèn. Và sau cái bữa cúng dường đó thì Phật nói như một kiện liên đại thần thông là đi thổi hết đèn đi. Và thổi đèn nào cũng tắt hết đó, chỉ có một cái không tắt thôi. Và một kiện liên cố gắng dùng thần thông để thổi không tắt. Phật mới nói ông không có thổi tắt được đâu. Vì sao biết không? Vì ngọn đèn đó của bà cụ rất nghèo và phải cắt tóc để mua dầu mà đốt. Và cái nguyện cầu của bà trong cái ngọn đèn đó là thành tựu vô thượng bồ đề quả. Cái nguyện quá lớn. Dù cái ngọn đèn là cái món quà cúng dường rất nhỏ nhưng tâm lượng là thành Phật. Nên cái trí tuệ của bà biểu hiện qua cái ngọn đèn đó là không thể được thổi tắt bởi thần thông. Cho nên khi mà mình khởi một cái thiện niệm, một cái tính niệm, tùy hỷ niệm mà cúng dường hay làm phước á, cái tâm lượng của mình nó quyết định cái quả vị, cái sản phẩm, tức là cái cách ấy, chứ không phải cái thứ mà mình tặng mà mình cho. Cái chất ấy, chứ không phải cái số mà mình chia sẻ. Kính thưa quý Phật tử, Đức Thế Tôn là đầu trần áo vuông, tức là hành khất. Và đệ tử của Thế Tôn cũng theo bước chân của Ngài, đầu tròn áo vuông, khất thực của Tín Thí Đàn Na. Và họ làm cái hành khất thực là bởi vì mang ba cái ý nghĩa. Một là để dành năng lượng và thời gian ngắn ngủi của kiếp người cho việc tu tập tâm linh. Và miếng cơm manh áo vì vậy phải lệ thuộc vào Tín Thí Đàn Na mỗi ngày. Vậy tấm lòng của quý vị đó là hỗ trợ một người đi trên đường giải thoát. Cho nên quý vị đã gieo cái nhân duyên thiện lành này, đời này đời sau. Hạnh khắc thực cũng là cách tuyệt vời mà Đức Thế Tôn đã dạy đệ tử tỳ kheo ni kẻ xuất gia của mình, để buông bỏ cái tôi bản ngã. Ta là kẻ sinh năng thì đời còn gì để mất, thì còn cái tôi nào để giữ của. Và đó là cách để phá bỏ cái thân kiến, đi vào cái sơ quả tu đà hoàng, bỏ cái tôi bản ngã của cá nhân, sự chấp dính vào những thứ sở hữu của cá nhân lên cái thân này. Và người tu hành cho nên biết cúi đầu chống tay với muôn loài, vì ta đã nợ cuộc đời này một miếng cơm. Thứ ba là đi khất thực là để gieo cái nhân lành với chúng sinh, tạo cái công đức lành để cho họ buông bỏ những gì chấp dính và có cái cơ hội để làm phước, gieo duyên thiện lành với tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Mỗi ngày con rất thích đi khất thực vì tự thấy mình là người tu. Vì chỉ có cái hạnh khất thực là cái hạnh rất đẹp, cao thượng. Bởi vì từ bỏ được cái bản ngã là cái khó bỏ nhất để
điêu sinh giữa cuộc đời. Cho nên người khác chắp tay lạy những người điêu sinh ấy, được gọi là khất sĩ. Họ bỏ mẹ cha, tuổi trẻ, gia đình. Họ bỏ tương lai, sự nghiệp và mơ ước. Họ bỏ những hạnh phúc cá nhân, riêng tư, nhỏ hẹp, để họ dành cả cái tấm lòng, thân và tâm hy sinh cho Tam Bảo, cho kiếp người. Họ không làm gì nhiều với đôi tay trắng. Họ không có gì để cho với nắm xương khô. Nhưng họ học cách nhận một cách cung kính và trân trọng những gì đến với họ. Học cách nhận, trân trọng, đó là nghệ thuật tuyệt vời mà Đức Phật bậc giác ngộ đã dạy cho đệ tử của mình. Tay trắng đến đây, xương khô về với đất, có gì để cho, vậy hãy ngồi yên, thanh tịnh nhận một tấm lòng người và tri ân nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, giới định tuệ, hướng lên ông đường giải thoát giác ngộ. Đó là hạnh của người tu, của bậc khất sĩ. Con cúi đầu đảnh lễ. Một bậc tu hành là con cúi đầu đảnh lễ bậc giác ngộ, bậc hướng đi con đường giác ngộ. Nếu đối với sự giác ngộ, đối với tình thương mà con không đảnh lễ cúi đầu được, thì tâm hồn con khô héo như sa mạc thiếu nước. Vì cái tôi con quá lớn, không thể cúi đầu đảnh lễ trước người. Nên mỗi lần gặp một người tu chắp tay cung kính, đó là con đã gieo một hạt giống lành với Tam Bảo. Kiếp này, kiếp kia, con được sinh ra và gần tiền hữu tri thức, gần người hiền lành, giữ thân khẩu ý họ thanh tịnh, ăn nói đi đứng, nói đến động niệm của họ mang cái năng lượng của bậc sức trọng thượng sĩ, cầu đạo giải thoát, dứt ái ân tình, xa lìa ái nhiễm. Xin công đức lành này trên hồi hướng cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh, nguyện bá la mật của mười phương chư Phật và Bồ Tát nhất thiết hiền thánh tăng hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ của con, của những người xung quanh con. Nếu chưa tái sinh, nhờ công đức này được tái sinh tịnh cảnh. Nếu đã tái sinh, nhờ công đức này mà kiếp hiện tại tính sâu nhân quả, bất động tịnh tính với Tam Bảo, gặp thiền hữu tri thức, quân tập giới định tuệ, trưởng dưỡng bồ đề tâm, phát đại thừa nguyện độ vô số chúng sinh. Và đây cũng là đêm cuối cùng để chúng ta thực tập có mặt hành trì ở trên đất Thái. Tôi gọi đất Phật bởi vì ở đó 2000 năm nay chưa hề vắng bóng sư, chưa hề vắng bóng kẻ hành khất trên đường mà người người phải cúi đầu kính lạy. Lạy vì giới hành họ thanh tịnh, vì đời sống họ đơn giản, những tâm hồn họ thanh cao và hiến dâng cho nhân thế. Họ tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Thế Tôn, Tăng Bảo duy trì pháp và Phật Bảo. Người cung kính Tăng Bảo là người hộ trì chánh pháp Tam Bảo được duy trì. Cho nên nhà Phật có tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, người hiểu, kẻ xuất gia, đầu tròn, áo vuông, tay trắng. Cho nên muốn yểm trợ họ trọn vẹn hiến dâng tâm linh mình trên đường giải thoát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phù Màu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bận
sanh điều trọn tình Phật đạo. Lạy thứ nhất, lạy chư tăng toàn